Ông heo vì có đặc điểm là 6 móng. Ở đây quay cận cảnh cho cô chú anh chị thấy để chào cô bác anh chị. Thì theo cái hành trình gông gũi của mình thì hôm nay mình đang có mặt tại phường Bình Thủy, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Hôm nay mình tìm về đây để quay cho các bạn xem về một cái câu chuyện rất là mang một cái tính là tâm linh, đó là về con heo 6 móng. Thì cô chú đang đợi chủ nhà để mà giới thiệu cho cả nhà mình xem về đặc điểm của con heo 6 móng là như thế nào. Thì trước đây có rất là nhiều người ta lại đồn đại rằng khi mà mình nuôi con heo 5 móng thì nó sẽ không hên cho chủ nhà và người ta sẽ không bao giờ ăn thịt con heo mỗi khi mà nó mất. Thì vậy thì thực hư câu chuyện này như thế nào? Mời cả nhà cùng theo chân mình nha. Dạ cô bác anh chị, lúc nãy giờ thì cô đi công việc nên liên hệ với cô thì khoảng thời gian khoảng 15 phút thì cô mới về. Và hôm nay thì cô đang người mà đang chăm sóc con heo đang có mặt ở đây và tại cái chuồng này. Dạ em chào cô ạ. Dạ. Dạ cô qua đây đứng đi cho cô cho nó mát cô. Cô ơi, cái heo này mình nuôi, con này mình nuôi lâu chưa cô? Lâu rồi, gần 3 năm rồi. Gần 3 năm. Hiện nay trọng lượng của nó là bao nhiêu cô ha? Trên 100 nè. Trên 100 kg. Cái việc hàng ngày ăn uống sao cô? Ăn uống thức ăn rồi mình đổ vô thùng đó, rồi xếp vô trong đó cho ông uống. Hồi nhỏ thì ông bú bình. Dạ. Nhưng ông ăn gì mới có mấy tháng nay à? Dạ, hồi nhỏ bú bình. Hồi nhỏ bú bình. Dạ. Thì cô chú anh chị, điều đặc biệt của con heo, ông heo vì có đặc điểm là 6 móng. Ở đây quay cận cảnh cho cô chú anh chị thấy để đây có 6 móng ở đằng trước, ở phía nếu như mình nhìn phía bên phải nằm ở chân trái hả cô ha, chân trái. Dạ. Đây và cô thì cô ơi, có tại sao mình nuôi con heo này là mình nuôi hay sao? Hồi đó người ta lụm chứ mình lụm ở phía sau nhà mình, nó cũng gần chùa rồi. Người ta đem về nhà người ta nuôi rồi nghe nói cũng như là ở nhà người ta không đồng ý gì đó, thấy 6 móng ta không đồng ý nuôi, rồi người ta đem lại gần chỗ người ta lụm đó, rồi mình thấy nhà mình gần rồi mình nuôi. Người ta đem lại nhà mình luôn hả cô? Không, đem lại nhà mình, đem bỏ ở ngoài sau đó đó, người ta cũng để chuồng đồ đàng hoàng vậy. Dạ. Mình thấy nhà mình gần vậy đó rồi mình cho ăn. Dạ. Cho ăn rồi từ từ móng luôn. Rồi con nghe người ta nói là khi mà mình nuôi 5 móng hay 6 móng như thế này nè sẽ không mang may mắn đến cho nhà mình. Cô có nghĩ sao về cái đó? Mình không nghĩ điều đó. Dạ. Tại vì mình thấy mình thích thì mình nuôi chứ đâu có mình nghĩ là xui gì đâu. Không nghĩ. Vậy ở trong nhà mình đó cô, lúc mà từ ngày mình nuôi đến bây giờ đó thì có mang lại may mắn gì cho nhà mình không? Thấy thì cũng có thay đổi. Đi lên hay đi xuống cô ạ? Đi lên. Đi lên hả? Có nghĩa là nhà mình làm ăn nó thuận lợi hơn. Ừ, nên con cô khi mà cô vuốt tay gì ông heo, cô gọi là ông heo hả? Ông Hợi. Ông Hợi. À. Cô vuốt tay gì thì cảm thấy rất là giống như em bé hả cô hả? À, thấy bữa nay sao ông lạ nè. Hiền hả cô hả? Không, thấy mọi khi người ta lại quay gì ông làm dữ lắm á, mà sao bữa nay là ông gì nè chứ. Dạ. Hiện nay trọng lượng của ông khoảng bao nhiêu hả cô ha? Chắc trên 100 rồi ạ. Trên 100 kg. Dạ. Lúc đó thì khi cô nuôi là cô đã biết là có 5 hay 6 móng gì không? Lúc nhỏ. Biết 5 móng. Biết 5 móng. Tại vì cái móng nhỏ đó nó chụp lên gì nè. Thì ai cũng nói là 5 hết, nhưng mà ngại lớn là ra 6 móng. Tới bây giờ có người vẫn còn nói 5 móng nè. Có bao nhiêu đó mà nhìn thấy không rõ nữa đó. Dạ. Thật sự thì 6 móng như đâu phải không? Nó thấy rõ không? Dạ. Hai cái móng nó thêm là... Là con thấy một cái móng nhỏ ở kế thì bên. Kể như 4 móng bình thường. Rồi có... hai móng da nữa là thành ra 6 móng đó, hai móng cặp đó. Rồi cô ơi, cái con ông heo cô gọi là ông heo như thế này, rồi sau này khi mà lớn lên già rồi ông mất á, rồi cô sẽ sao? Mình chôn ông. Chôn ông heo. Ừ. Con thấy ở một số nơi như là Sóc Trăng này có heo 5 móng, ở để trong chùa khi mà mất thì sẽ chôn giống như là con người hả cô ha? Ừ.
Bởi cho nên mình thấy những chùa người ta nuôi đó. Dạ. Người ta đặt tên là như ông Hợi rồi, cái mình nghe vậy cái mình kêu ổng vậy luôn. Dạ. Nhưng mà có người cũng kêu đem lại chùa đi, nhưng mà mình thấy mình thương, mình thích rồi mình để mình nuôi. Cô có tình cảm đặc biệt gì với ông? Thì mình thấy mình thương. Dạ thôi cô. Rồi cô ơi, lúc mà cô nuôi gì á, có cái điều đặc biệt gì mà cô có cảm thấy lạ so với những cái chú heo bình thường, bốn móng bình thường không? Hay là sao? Có khi mình nói, ổng cũng như là có vẻ biết nghe gì đó. Dạ. Ví dụ như vấn đề là gì hay không ha? Ví dụ như ổng ỉa hay gì, cái mình nói ỉa gần, nó dơ gì đó, ỉa gần chỗ mình dội nước xuống gì đó, đừng cho nó sạch, thì thấy ổng cũng ỉa ngay vậy đó. Dạ. Vậy trước đây là mình vẫn nuôi ở trong cái chuồng như thế này luôn. Cái chuồng này là mới làm mấy tháng nay thôi, lúc đó cho ông đỡ bên đó, lót lúc, phần lúc đan đó, bên đây. Lót phần là đan đỡ, mới làm qua đây mấy tháng nay à. Mình thấy như là thấy sao mà nó sao đâu á. Mình thấy như là mình thích, mình mến rồi mình nuôi gì á. Trong lòng của mình ha cô ha. Trong lòng mình không có thí dụ như ông ỉa ha, bất cứ cái gì mình không bao giờ bị quạo hay là cái gì mà cằn nhằn hay là này kia. Không có. Thí dụ như dưới trong gia đình mình đi có chuyện như là mấy đứa nhỏ, nhưng mà xuống đây rồi tuyệt đối không có quạo quọ hay là cái này kia gì chứ. Vậy luôn hả cô hả? Mình thấy nó lạ vậy. Ồ. Phải nói là nó làm cho mình cái lòng mình thoải mái hơn hả cô hả? Không có nóng nảy, không có la là cằn nhằn hay ỉa tùm lum này kia, nó không có. Dạ, thường thì khi mà người ta nuôi heo bình thường, người ta ra chăm sóc cái chuồng heo, ta cũng cảm thấy cực. Đúng rồi, bởi vì có người nói là tôi xiên, chứ người ta không có xiên được vậy. Mình cười cười cái này chứ cái gì. Dạ, cứ lúc đó mà con heo này người ta bỏ là cô biết ai bỏ không? Đâu biết được, người ta bỏ cái như sáng sớm là người ta đi đùa, đi đường á, người ta gặp rồi. Dạ. Đi lên đi con. Cô đi đường là cô gặp hả? Người ta chứ không phải là mình. Người ta đi đường nhưng người ta bỏ đâu có tối á, người ta đi đường sáng người ta gặp á, bỏ trong cái vỏ á. Kể như chắc có heo độ mới xanh ra mình cầm tay vậy gì. Ai cũng nói nuôi sống hay đó, cũng muốn nó vẫn còn lòng thòng luôn. Mà kể như chảy cái mùi lao vậy là bắt đầu nằm ngủ là sáng đêm không có tiếng la. Ở đằng cái chỗ tôi đi nãy gần đằng chùa đó, mà không có đèn luôn, nó lạ vậy, không có la lắm chứ. Bởi vì nuôi sống ai cũng nói hay. Dạ hay. Nhà cô ở trên đây hả? Đó nhà tôi đó. Dạ cô mình. Đây dài ra ngoài thì nhà tôi bán là sao thì cái dạ. Ở đây ra ngoài. Dạ rất hay. Nói chung là cô thì có điều có duyên với lại chú heo này, gọi là ông heo. Có duyên với lại chú heo sáu móng này. Đúng không cô? Bữa nay là sao thấy không nè? Dạ. Tại vì có nói giọng chứ sao sao chứ tôi gọi ổng cũng la làm như lắm mà có khi là đứng không yên mà quay với ổng luôn đó. Dạ hả cô hả? Nói chuyện gọi nữa nè, ổng đi qua đây ổng đi qua đây, đi lại đây thì đi mắt kiếm lá cây hay là nhữ cho ổng mới quay được á. Làm sao bữa nay tôi thấy lạ chứ. Hôm nay hiền lại chắc tụi con cũng có duyên. Có cái găng cũng lớn rồi cô hả? Bốn cái găng hả? Bốn găng, găng ta kêu bằng găng nanh đó. Găng nanh. Hai cây trên, hai cây dưới. Dạ. Ở trong này có bốn cái găng. Găng ít lắm nha. Ít lắm. Đó là ít rồi. Rồi cấp mấy rồi. Rồi, quá. Nói chung là chuyện heo sáu móng là một chuyện lạ nữa. Tại vì heo năm móng thì ở Sóc Trăng rất là nhiều. Mà heo sáu móng là lại là một chuyện lạ nữa. Nhà cô thì hiện nay làm gì? Kể như buôn bán đó, với mấy nhỏ đi làm chứ không có làm gì. Bây giờ đều thuận lợi hết ha cô ha, vẫn phân. Dạ. Nói cô cho nói chung là con lông con thấy sới lông cũng to ha cô ha. Hồi đó lông lạ lắm, bây giờ thay rồi nó khác. Lông cái này nó theo mấy cái gì nè, nó cong theo mấy cái chòm lông á. Dạ. Có nhìn kỹ không nha, chứ mấy chậu lông đen là nó rất nhuyễn nha, nhuyễn khác hơn lông trắng nha, lông đen nó nhuyễn nha, gờ thử coi. Đúng rồi, chậu lông cho con gờ cái lông đen nó ngắn hơn, lông trắng này nó dài hơn. Mà ai nhìn không biết đâu, nó cái nước đặng thùng nó nè. Dạ, chỉ nhìn kỹ mới biết hay cô ha. Bởi vì mình có nhìn, mình có nuôi mình mới thấy, chứ mình không nói không ai biết. Nhưng mà cái cọng lông ở trên cái chân mày nè, thấy cũng dài cô hả? Nó thì nó khác lạ nhiều cái đó. Lắm. Đúng không? Cộng lông ở trong trên cái chân. Cả gan. Cả gan tay.
Hôm nay thì đến đây để con quay, có dịp về quay theo cô gọi là ông heo, ông hợ. Thì con cảm ơn cô rất là nhiều. Chúc cô sức khỏe để càng ngày nuôi có tình cảm đặc biệt gì đó với lại ông, để nuôi cho chú heo mau lớn rồi như khỏe mình dây hoài. Mình nghĩ rằng là mình giúp ổng thì ổng cũng giúp lại mình, thành ra mình không có ý nghĩ gì hết. Khi nào mà mình hắt hủi thì mình mới mang lại cái điềm xui. Còn mình thương thì người ta sẽ thương lại mình. Đúng rồi. Và nó mang lại một cái những con vật thì nó cũng vậy. Khi mà nó mình thương nó thì nó sẽ thương lại mình. Giống như ở những cái lần mà con đi người ta cho thả cá rồi cho ăn thì tự động nó sẽ thương lại. Dạ. Yeah.